Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Video này mình giới thiệu cho các bạn cái dòng sáo mèo kép bên mình. Thì sản phẩm được tặng kèm một dây treo, một túi nhung có họa tiết thổ cẩm như này. Túi nhung màu trắng rất là đẹp. Bên trong thì sẽ là cái sáo mèo kép của chúng ta nhé. Sáo mèo kép thì bao gồm một sáo mèo nữ và một sáo mèo nam. Bên trong này thì có lam đồng này. Đây là nắp đậy lam đồng rất là chắc chắn và thẩm mỹ. Hai cái sáo được liên kết với nhau bằng những cái mối nối trúc như này, rất là chắc chắn. Hiện tại thì sản phẩm bên mình có sáo đô dành cho tay phải như thế này, và có một dòng là dành cho tay trái nữa. Thì anh em dựa theo cái thế bấm của mình mà chọn cái sáo cho phù hợp nhé. Cái sáo được làm bằng nhớ và rất là dày dặn chắc chắn.